đâu rồi đó. Mà giữa ăn cua thịt với ăn cua gạch cha thích ăn cua nào hơn? Xin chào cả nhà. Rồi, chào cả nhà nha. Quyên mới đặt được một cái thùng cua ở Cà Mau chuyển lên. Lần đầu tiên cả nhà mình ăn cua ở từ Cà Mau lên nha. Ủa này khe ha. Dạ. Chứ còn hồi đó giờ là mình đi ở ngoài chợ mua thôi à. Mà mua chợ thì người ta cũng bán, là người ta cũng nói là cua Cà Mau đó. Đúng rồi. Họ biết phải không? Này là cánh gốc nè. Wow. Mười mấy ta. Này em mua. Em mua 3 con 1 kg. Rồi có con bự hơn nữa. Sao người ta cũng cột dây nè, cột dây ấy nè. Dạ. Cột dây này cho nó có nước hay sao á. Ồ, còn sống luôn cái này. Ừ. Mà nó khô gáo ha. Mấy con này là cua gạch nè mọi người. Mình có mua 6 con cua gạch. Em mua mấy loại hả? À, em mua 3 loại. Cua thịt, cua gạch với lại 1 con cua cớm. Có 1 con cua cớm hả? Em định mua 6 con cua cớm nhưng mà hết rồi. Còn có 1 con à. Con nào cớm không biết luôn. Đây nè. Rồi này, rồi. Con cua cớm đây nè. Sao anh biết rồi? Màu vàng, vàng mắt luôn, cái này vàng đen. Nó chút xíu vậy chứ nó mắc gấp gấp đôi á cả nhà. Gấp đôi cua thịt á. Nó 550, cua thịt thì khoảng 280. Ôi, cục đá nữa. Mình sẽ nhỏ một ít sả. Hấp chung nha. Lên góc luôn. Bao nhiêu đây đi. Tháo ra lấy cái dây này lại, mai mốt có cột gì cột. Dây này chắc lắm á. Mấy con này nó xỉu hết rồi. Bên đây là thao cua gạch thì to yếm tròn không mọi người. Bên đây cua đực thì yếm này. Yếm rõ nha. Ở cái yếm này nặng ra nó có cái gì đen đen đó. Mình sẽ nặng ra. Cái gì vậy? Nhớ luôn á nè. Ở dưới cái xưởng hấp á mình sẽ để một ít sả xuống rồi lát để nước vô, còn ở trên đây thì mình để cho sả cua vô. Nên mình mẹ mới chưa ngủ à. Mua xích đu cho anh hai rồi giờ tới em chơi luôn. Hai anh em chơi xích đu. Ngủ để xuống không ngủ, ẩm lên gì ngủ. Nhọn quá luôn. Ê, bây giờ cắt móng tay được rồi. Cái này ơi. Cái này mà chị qua chị cắt nó giật quá, giờ ngủ cắt được nè. Ừ. Giờ ngủ lấy đầu cắt móng tay cắt được nè. Đây. Ừ. Bông sữa. Bông là bông sữa nè. Trời em mới biết bông sữa luôn á. Bông sữa đó nó trắng vậy nè, đỏ trắng vậy nè. Còn cái tay đã hết bông sữa nè, nó trắng vậy nè. Đúng không? Ừ. Cái tay đâu còn hột hột bông nhiều đâu. Ừ. Chị nó không lẽ mà cái tay nó trắng mà cái chân nó đen hơn, giống màu cà phê sữa. Nước da cà phê sữa. Mốt cái bông này hết bông là nó trắng á. Bởi vậy hy vọng nó hết bông trắng anh. Thôi. Lẽ nào nước da cà phê sữa? Trên sữa dưới cà phê. Cà phê sữa Việt Nam con ơi. Thì ra là cái này bông sữa em không biết đâu. Trời, bông. Để em giờ thử giờ em coi có bông sữa không. Cái này nó ra cà phê đen rồi chị ơi. Cái này không phải cà phê sữa. Cà phê đen không được. Vậy đó ẩm mà cả nó không ngủ. Mà hả để xuống là ổng tiếng động lớn cũng thức nữa. Không thấy nói nữa. Ổng như có hơi người ta hay vậy. Có hơi mẹ rồi. An toàn. An toàn. Ra mà để cắt mớ giáp cá. Giáp cá của mình giờ nó cũng không được ngon lắm. Cũng già rồi. Nhiêu đây giáp cá đi. Qua đây cắt hẹ. Được nhiêu đây gao. Chín rồi hả cha? Nãy giờ 20 mấy 30 phút rồi đó. Trời ơi, chín hết trơn cái gì. Wow. Quá ể luôn. Nè Khương đem ra luôn ha. Rồi không có đầu gấp luôn. Ồ, con này nó rụng càng hết trơn rồi. Con đó nó cắn em đó. Đúng rồi. Nãy nó kẹp mình á. Mình sẽ đặt lọt cho mẹ một con cho mẹ ăn trước. Đút tam dưa hấu nha. Có dĩa cho mẹ chưa? Dạ có. Nước sốt thì đợt này mình có cắt thêm chanh nữa. Ai muốn chua mà ăn chanh không chung thì để này lát là vô chấm ngon lắm. Rồi giờ thì mình sẽ lọt một con cho mẹ ăn nha. Mẹ thích thịt đó nha. Không được, không được nè. Mẹ chà bá luôn. Đúng rồi. Mấy này cho mẹ khui thử nha. Rồi quên cái đồ bấm càng nữa bơi. Không cho trống nói cha lấy một con đồ bấm càng. Thịt trắng phiếu luôn nè. Dạ. Lần đầu tiên mình mua của cái anh này thì ổng nói là ở Cà Mau chuyển lên á. Nhưng mà không biết như thế nào thì để đợt này mình ăn thử lần đầu tiên coi nó có ngon hay không nha. Chứ mở ra thấy thịt nó trắng luôn. Thấy ổng bán, ổng đăng bài đồ dữ lắm. Thịt cũng nhiều hả? Thịt nhiều nè. Nay lột sẵn sàng cho mẹ luôn. Đùi. Ồ, ngon ha. Thịt cũng nhiều nè. Mà để em mua 3 loại cua luôn phải không? Đúng rồi. Để hồi thử con cua cớm này. Ồ, quá đẹp. Mẹ ơi, ăn cua. Ăn cua thôi. Tươi gối luôn mẹ. Mẹ ăn thử đi. Con đó chưa có tách, hồi mẹ tách nha. Mẹ tách được ha. Đâu. Rồi đó. Tách sẵn rồi. Ngon. Mẹ ăn đi, mẹ chấm nước sốt mẹ ăn đi. Cua này kêu bằng cua gì Quyên? Cua Cà Mau. Cái cua mà mình lúc trước mình hay mua ăn mẹ. Mà bình thường là mình mua ở chợ, còn chiếc này thì con biết anh đó ở Cà Mau á. Xong rồi gửi lên đây nè. Cua này nó ngon, nó rẻ thịt tới chợ rồi. Ngon không nè? Ngon, rẻ thịt thấy sợ luôn. Dạ. Cua này đặc thịt nè. Mua chén nào cũng ngon trơn á. Đúng rồi, mấy chén trước cũng ngon nữa. Rồi thôi mẹ ăn đi nha. Con ra đang ăn nặng còn chiều chiều rồi mình còn đi công chuyện nữa cả nhà. Ừ, con đi ăn đi. Dạ. Chở chị hai đi khám bệnh. Ừ. Chở chị hai khám bệnh ha. Dạ. Lo ăn đi chở chị hai khám bệnh ha. Dạ. Hôm nay thì không có chị hai tại vì chị hai chăm em bé. Rồi, mời cả nhà ăn chung gia đình luôn. Dạ, rồi. Rồi, mời cả nhà mình. Rồi cha Út thích ăn con cua gạch gì? Cua gạch hay cua thịt? Đụng con đã ăn nấy cho biết con biết hả? Dạ, đây lựa đực nè cha. Đây là con cua đực này. Thì nó có cái yếm nhỏ cái đây là cái yếm hình tam giác là con đực đó cha. Tại biết con cua tại bên ở bằng thịt hay gạch. Tặng con quá to bự luôn. Nè. Cha. Rồi. Mai tròn kìa. Yếm tròn. Cha này cua thường cua cái mập hơn không? Thử coi, mập là gạch phải không? Gạch, cậu đất côi nè. Cái này có trứng hay gì không? Có gạch mà thiếu muỗng. Làm gạch trước hả? Dạ. Ai biết đâu cha hả? Để con làm cái này cho cha. Con làm cái này cho cha ăn. Đúng gạch thì cũng đâu có nhiều đâu. Không nhiều ha? Không nhiều. Ồ đúng rồi. Rồi béo quá. Cái đó cái trứng hay là cái gạch đó? Cái màu cam cam á. Này có trứng quá. Cái màu cam cam là trứng á. Trứng ăn được không? Dạ được. Rồi, mời cả nhà mình nghĩ vậy thôi nha. Rồi. Hình như vậy á. Được, ăn ngon. Bé béo nè. Tao anh bé con này cho cha thử coi. Dạ. Ủa, có thứ con nạc không? Trời đất cô. Được. Quá là nhiều trứng luôn á. Trứng với gạch, gạch là cái mà xanh xanh vàng xám xám á. Ừ. Là ăn. Gạch. Này ăn cũng dẻo dẻo ngon. Dạ. Đó, hồi cha tự làm ăn mới ngon. Rồi. Ừ. Ăn đi. Út. Em tự làm được hết. Làm nữa. Wow. Đó. Đúng nè. Út cái đó bằng trước đi. Cô Út cũng có một miếng gạch à chứ không nhiều. Không, con này con đực mà Quyến. Dạ, tại vì con này con đực á. Ừ. Giờ mới khui hàng nè. Đâu. Mà ăn cô nha. Ừ, đúng, chắc này luôn à. Trong này ăn được hết không? Dạ. Đó, đuổi. Ngon quá. Gạch béo. Có nước chấm nữa đâu kìa. Nãy mày ăn được không? Quyên. Mày ăn mẹ nó ngon lắm. Quá ngon luôn. Tạm bỏ đi. Tạm bỏ canxi cho mẹ đi. Đúng. Đây là ngon chỗ ngọt à. Đúng rồi. Chấm sống rồi, chấm sốt chứ. Ủa? Ngon số 1 á thì mình chơi liền luôn Quyên. Chơi liền. Chấm sốt. Chứ chần chờ. Để lâu nguội. Nó nguội ha. Nguội. Rồi mọi người ăn nha. Dạ. Ngọt. Ngủ đâu có nữa. Trời ơi. Cái càng tách kiểu dày chịu nói rồi. Cũng được à chứ cũng không mập, không mập lắm. Nó ốm rồi đó. Nó ốm. Ủa càng cho đâu nè? Ủa càng cho chích ép hả? Con cái mà càng nhỏ quá. Không, cái càng này mập nè. Không có đồ bấm cách bấm càng đâu, dở lạc luôn rồi chứ. Hôm bữa cha làm một bữa đó, chứ là một bữa tổng vệ sinh trang trại, tổng vệ sinh rồi sắp xếp rồi lại giờ con không biết nó thất lạc nơi đâu luôn á. Đâu có thấy đâu, điều đó thấy biết chưa anh? Ủa sao đen thui vậy ta? Con đực mà cũng có gạch nhiều nè. Sao nó thâm dữ vậy? Nó thâm nha, thử coi nó. Không lẽ nó giặt mặt? Sao nó giặt như vậy? Nó giặt mật. Nó chắc cũng có mật đó cha. Rồi mời cả nhà nha. Không biết cái này là cái gì nữa. Ăn đã đi. Chắc gạch đó. Có đắng không? Béo béo, nó có mùi cua. Gạch. Cái đó cái gạch đó. Béo nha. Ngon. Ngon rồi. Nhưng mà ăn hơi nhẫn nhẫn. Dạ. Kỹ ta. Quyên luôn em. Con nào cắn Quyên đâu ta? Không biết luôn. Cái con này nè, nè em thử con này trước đi. Tảo thù. Tao nó chẳng có càng. Nãy nó cắn Quyên cái nó nhả càng tiêu luôn. Không biết đâu luôn. Hồi kiếm sao đi. Thôi kệ đi. Em ăn cái mình được rồi. Anh hai ăn đi. Ăn cua thì sẽ hơi lâu lâu cả nhà. Trời ơi. Đó, gạch hết đồng rồi hả? Nó gạch ngon dữ vậy. Sao mà cắn tao mà mày gạch dữ mày? Nào nó chấm cay, ăn nóng bụng luôn rồi. Cay hả? Ừ. Trời ơi, nãy em được ít ớt rồi đó, chừng 10 mấy trái à. Ớt mà để thêm tiêu lên nữa. Muối ớt mà để tiêu vô nữa. Cay quá cay. Nó đâu cay đâu. Ít rồi đó. Rồi em chấm luôn. Đỉnh điểm của em là làm 30 mấy trái đợt rồi, đợt nào á. Cay quá. Cay hả? Miếng chanh vô. Vì là cay là dở rồi đó. Đợt này không có để sữa, làm nước chấm á. Vậy được rồi. Ra không thấy cua này ăn sao? Cái trứng của nó ăn bột. Mình thấy cũng đâu ngon hơn gạch đó. Cái trứng không ngon bằng gạch nha. Gạch ăn béo hơn. Đâu gạch nó béo chứ. Cái trứng nó bột quá mà. Đẹp đấy chứ không ngon. Cái trứng nó bột quá à. Cái trứng không ngon lắm. Giống như trứng cá Lộc Kiến. Nó đỡ hơn. Trứng cá Lộc Kiến là rồi ăn nuốt nổi luôn á. Khô quá. Nó khô quá. Mà ở màu cũng vậy. Đây nè cả nhà. Bây giờ vậy ha, mình chế nước sốt vô. Xong rồi cái mình bỏ cái mang của nó đi. Cái mình bẻ lại. Trời ơi. Anh hai ăn không? Con nào mà ác cái nó ngon chứ trời. Nó ăn gạch này không? Ăn đem đi, ăn đi. Đó là nó cắn nguyên chảy máu luôn mà. Hình của anh hai giải cuốn. Đèn đó. Gạch béo quá. Mà giữa ăn cua thịt với ăn cua gạch ra thích ăn cua nào hơn? Con nào thích? Sao thấy là cái con nếu mà ăn thì con thịt ngon hơn. Con thịt ăn thịt ngon hơn. Còn con gạch thì ăn gạch ngon hơn. Nhưng mà bán mình mua thì cái con cua cốm sẽ mắc hơn. Cua cốm với cua thịt mắc, với cua gạch mắc hơn. Đúng rồi, mắc hơn cua thịt nha. Con thấy có lần quay lên có cái bà gì ba hay gì bà bán cua cốm hay gì á, đập ra sau đấy cơ. Thấy nguyên nghề luôn. Cua cốm cua tập gì thì mà thôi đập ra thấy mập ham hả? Đâu thử hồi mình làm cua cốm Quyên. Nó có nguyên ề không vậy em? Làm con trai với em rồi. Nguyên ề mà giống gạch vậy á. Trời đất, em có ăn mà giờ em quên luôn rồi. Lọt cái lớp quá mùi. Gùi cả nhà. Có miếng chanh chấm vô. Nước rút. Nước. Từ từ sặc quá. Nước. Cay quá sặc hay sao Út? Không có. Để con kiếm một con cớm con làm cho cha. Mà giờ không biết con nào luôn. Mất luôn hả? Mất tiêu. Phải con này không? Không phải. Con này. Em giờ không biết luôn. Nè con này nè cả nhà. Để anh làm giống như cua dì ba nha. Trời ơi sao bể ta. Trời, ngon trời. Định mua 6 con. Mà hết rồi còn có 1 con à. Nè Quyên. Trời đất ơi. Trứng gì đâu mà dữ vậy trời. Còn mà cái này em luộc hơi tới hay sao? Em hấp hơi tới hay sao? Nó hơi bị sát da đi chứ. Không biết phải không ta. Sát cậy luôn. Mấy thịt nó ghê không? Thịt gạch gì đâu mà lên tới nha. Đầy luôn. Cắt cái ghè này. Đó là cha có ăn cua cớm rồi chưa? Chưa. Bữa nay trải nghiệm. Nhưng nó để bị khô rồi sao nó dính nè. Nè bữa nay em khô nè. Không lẽ vậy hả? Nó khô đã, lấy ta cạo cạo cái này nó khô nó dính nè. Cái này em luộc, em hấp nhìn lâu quá hay sao? Vậy hả? Ủa nhưng mà nó phải khô vậy chứ. Hồi em ăn nó cũng khô vậy á. Nó khô, nó không có béo mà nó khô khô á. Nó có vẻ như nước hả? Dạ đúng rồi. Nó vậy cha. Nguyên ngày luôn. Ngon lắm. Cái loại bên lưới gì á. Rồi chấm thử coi. biết. Nó khô. Béo. Con thấy giống cái trứng này đấy. Nó bột bột. Cái này trứng nó chứ gì trời. Trứng cái gì mà. Nó ăn cua này sắp đẻ hay sao? Em cũng biết. Không biết. Người ta kêu cua cớm chứ bà thật sự không biết cả nhà. Cả nhà biết cua cớm là cua sắp đẻ hay gì cả nhà. Nó bình mình biết nha. Chứ nghe nói vậy thôi à. Kêu cớm cớm thì trẻ ra thì trong bụng rất là nhiều cái vàng vàng với lại gạch á, chứ không có thịt nhiều. Không thấy thịt đó. Dạ. Nè. Không thấy thịt gì đâu. Đúng rồi. Nó chỉ vậy thôi à. Có thịt nào Quyên? Có, mà ít. Đúng không? Con nghĩ là thịt nó mềm lắm á. Nó mềm chứ không cứng giống như thịt. Ngon. Nè. Chắc khen ăn bữa. Đâu? Thích ngọt. Chắc. Béo hả? Cua cốm mềm mình nhai luôn xương hết cha. Nhai vỏ hả? Mà anh thấy cha nói giờ cha nhai luôn mà. Cua nào cũng nhai mà. Anh còn nhai mà. Này cua thịt cũng nhai luôn. Làm biến gỡ rồi ha. Cua cốm mà ngon. Ngon. Dạ hả cha? Ngon hơn cua thịt. Cha thấy làm sao? Ngon. Nó béo hơn rồi nó mềm hơn ha. Mà thịt các bạn. Trong nó có thịt không chứ đâu có mình nói là không có thịt gì. Vậy hả? Có thịt. Thịt nhiều lắm. Dạ. Phần thịt chắc phần dưới đây. Dạ. Còn trên đây là phần gạch với phần trứng. Dạ. Cảm ơn bà Quyên đã ướp món này nha. Có chi đâu. Ướp ăn ngon là được rồi. Dạ. Thôi Trang cô Cà Mau cha có thấy khác khác gì không cha? Cũng vậy. Nó cũng y chang. Cũng vậy à. Sợ mấy đợt mà mình mua người ta cũng nói cua Cà Mau cũng thật thực chất cũng là cua Cà Mau đó. Đúng rồi. Ở ngoài chợ đi chạy xe nó bán là cua biển Cà Mau đó hả? 10.000 một con. Mà sao có 10.000 à? Dạ chưa? Mấy cái mà nó chút ép à. Không biết ăn được không? Chá hình lắm. 10.000 con. Mấy con bự bự ngoài thật sự bán mấy con 10.000 ship. Mấy con bự bự á là kiểu như là 30-40.000 gì đó. Còn mấy con mà si cà que, mấy con nhỏ nhỏ cả nhà là 10.000. Cũng đúng mà. Người ta bán 10.000 mới vậy chứ không lẽ là 10.000 con giống vậy. Đúng rồi. Mà nghe thấy lạ. Mua ghé vô liền. Nào biết phải Cà Mau không? Con thấy cua bây giờ là Cà Mau hay Gò Công hay Bến Tre gì cũng ngon á. Con cũng không phân biệt được. Ăn thử cái con cua cốm nào. Này cốm này. Chấm vô mời cả nhà nha. Cha ăn hình chứ. Hai càng. Gió mát quá. Cua cốm á, cái vỏ nó mềm á, mình nhai luôn vỏ. Nó dễ á. Cô hồi nãy mày ăn hết con không? Ăn mấy con? Một con. Con dớm nè. Vậy để rồi chiều mẹ ăn nữa. Còn nhóc luôn chứ. Bữa nay tự bữa nay là kiểu là tẩm mốt bổ cho mẹ mà. Đúng rồi. Để chỗ tầm bầm này chỉ ăn cá thôi. Đúng rồi. Là để con tháo mở cái này nè. Đây, rồi úp gỡ từ từ nè. Sao úp nói gì? Cái cua cốp mình ngon à. Tới ngày 10 tháng 1 qua đã quán này nha. 10 tháng 1 là ngày gì ta? Nhắc ha. Nhắc trước ha. Đặt trước không phải là họ phải là nhắc. Tôi ra đại Úc ha. Đã món này ha. Ngoài món cua cốm này Út thích món gì nữa? Nhưng mà là rác rồi. Là rác hả? Là bún bò Huế được rồi. Bún bò Huế hả? Út thích ăn bún bò Huế hả? Thích. Còn đi chợ á, Quyên hay chở Út đi ăn bún bò Huế. Ăn thêm đi cho mà ăn cái đấy. Còn là xét rồi. Trời đất ơi. Con là xét rồi đấy. Là mấy con mà cho mà mau hả? Lẹ gì đây? Tại vì sắm thức trống cả nhà. Giờ chắc khoan vô giữ. Vậy thì mắc con bé rồi. Sắm vậy nó quậy quá. Nhà ra đây hết không ai canh nữa nha. Thôi giờ vậy sao vậy? Vậy giờ mình vô nha. Cả nhà mình ăn tiếp nha. Thấy luôn cho chị hai anh lột đi chị hai. Cô thịt, chị hai thích thịt nhưng mà anh thích gạch. Ôi. Thì lấy thịt với gạch luôn. Anh ăn con. Hai con đi. Hãy cùng chứ nữa. Nè. Giờ mình sẽ lột cái con cua thịt này nha. Hồi nãy là ăn cua gạch. Cái nước mặn. Mặn. Dính nè. Ông cắp con kia. Đúng rồi. Kỳ đó. Hay là tại con luộc lâu quá con không biết nữa. Con luộc 20-30 phút nữa. Trong đây cũng có một miếng gạch. Có thích ăn cua thịt hơn trời. Dạ. Sao tại mua mấy con cua cốm? Con mua định mua 6 con mà người ta còn có 1 con à. Giờ con làm cho Út nha. Giờ Út thích con nào Út lấy đi. Út thích con nào Út lấy đi, con lột cho Út. Nãy Út cũng biết lột rồi đó. Nào thích lấy đi tự chọn đi chứ chọn vô cái cũng ngon lắm kìa. Mình nhâm nhi vậy cũng ngon. Con này ha. Đây. Con này là một con đực. Giờ con làm chốt hay Út tự làm? Thôi làm đi. Con làm ha. Bỏ cái này luôn. Ba me càng rồi Út để dành nó đi. Càng để lát con đập cho. Thôi bình thường mình có cái đồ kẹp cản cha, kẹp cái một à. Mập không? Cũng được. Nó cũng không mập lắm cũng được. Đã. Út gỡ thịt từ từ. Đây nè. Cũng giống như mình đi mua bình thường vậy cha. Tại vì bình thường ở đây thì Quyên Bánh Hai cũng có chỗ mối mình hay mua. Thì chị cũng bán hợp lý lắm. Này cái càng nè. Càng này ngon chứ. Dính lại miếng nè. Trời ơi. Cha ơi thịt này cha ăn đi. Ngon lắm. Đây nè cả nhà. Cha ăn đi. Cha ăn không khác. Đi đâu con gác mập hơn nữa hả? Đụng nào lấy nấy à? Nấy dữ không à? Này chắc nó ốm mà chắc ăn rồi. Nhưng mà thấy biết không? Nó không có gạch luôn. Ốm ha. Thấy mua vậy cũng được. Này con này không đâu có miếng gạch nào đâu. Con nó trống hơn máy vậy? Đực. Được không gạch. Thịt này á, mình ngồi nhâm nhi vậy nè, đã lắm. Ở đây mình ở đây mà hỏi đây là cua Cà Mau còn chảo có không? Có. Nhiều ký. Rẻ luôn. 350.000 ký. Nhưng mà nó theo size cha. Con bự thì càng mắc. Ngoài chợ mình đây nè. Thịt được ốm nữa, chào con này thấy ốm nữa rồi. Dạ. Ăn cua xong rồi tới mốc rồi mẹ ăn cái gì nữa, con gì nữa? Giờ con cũng không biết không. Mẹ Quyên không có, mình hỏi mẹ thích ăn món gì á để mà mình làm á cả nhà. Thì giờ mẹ không muốn ăn món gì chứ. Mình đi chợ khó lắm á. Thịt cá mẹ cũng ngán lắm. Nấu mà thịt heo rồi đó, mẹ không ăn. Mẹ ngán rồi. Ngán lắm, mẹ ngán. Ồ, ăn cái càng nha. Rồi, đây có miếng chanh. Mời cả nhà. Để cho bánh. Mẹ đói cái bắt đầu thấy gà luộc ăn với chao. Đổi món. Lâu rồi đổi món hả? Lâu lâu đổi món vậy mà coi bò được à. Rồi về cho nấu nồi canh rau á. Ủa muốn ăn cua thịt hả? Gạch nho nhiều quá hả? Giờ mở cua thịt này cho Út nha cả nhà. Ủa ai? Anh hai hay vậy? Hello này. Chuẩn bị đi chưa này rồi? Chuẩn bị đi chưa? Xong rồi. Rồi đi ha. Ok mấy giờ rồi hả? 3 giờ rưỡi. Đây nè, hai cô cháu mình chia đôi con này đi. Mời cả nhà nha. Chấm miếng. Mời Út. Mời nha. Mời nha. Nãy anh hai có lột cho chị Hằng không? Chị em chưa ăn nữa. Chưa ăn nữa hả? Giờ cho ăn mà chồng ăn rồi á. Tại vì á bây giờ mình phải chở chị hai đi khám bệnh. Chị hai bị ngứa xong rồi nổi á, nổi lên trên la da cả nhà, không biết làm sao. Rồi bé Sâm cũng bị nổi nữa, mình đi theo mình phụ dẫn bé, giữ bé Sâm, khám bé Sâm luôn. Càng đây, càng đây. Rồi chấm sốt. Con ếch hay gì kêu mọi người. Ngon. Được. Được. Đây sếp. Tàn tiệc rồi. Còn cua nhiều lắm. Để rảnh á, chiều về rồi á thì mình mới gỡ thịt ra, xong rồi cho mẹ ăn, rồi nấu cháo cho nội. Rồi thôi tới đây á, thì Quyên cũng xin kết thúc video nha. Lần ăn cua này cũng giống như những lần khác mình đi mua ngoài vậy, đều rất là ngon. Rồi tới đây hai cô cháu cũng xin kết thúc video. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Bye bye, bye, bye.